Các em nè. Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Hello, xin chào cả nhà nha. Dạ ba, review rồi đấy. Anh em mình qua đây chơi bao nha mọi người. Và lúc lúc 5 giờ nha. Mong các bạn thông cảm nha, mình không biết nói nhiều nha. Đấy, quay xung quanh này. Rất là đẹp nha.